Xin chào các bạn. Hẳn các bạn xem các cái video trên kênh của Tuyệt Đỉnh PowerPoint, các bạn sẽ thấy là các cái intro của video rất là đẹp đúng không ạ? Thì các cái intro đấy do các cái bạn editor của bên mình sản xuất và thiết kế. Và tự nhiên hôm nay thì mình thấy là mình vẫn chưa tạo ra được một cái intro video nào. Thế nên là mình thấy cũng hơi ngưng ngáy một chút. Đó là lý do vì sao mà video này được xuất bản. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái intro video với công cụ là PowerPoint nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo ra giúp mình một cái slide mới đi. Chúng ta sẽ tạo ra một cái slide mới nó trắng tinh như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ vào tab Design và lựa chọn Format Background và chúng ta sẽ đổ cho cái nền của nó một cái màu. Các bạn sẽ chọn Solid Fill và chúng ta sẽ chọn một cái màu. Đối với cái phần thực hành này của mình thì nó sẽ là một cái màu đen nhé. Mình sẽ ưu tiên chọn một cái màu đen bởi vì là với nền đen và để chữ màu vàng và màu trắng ở trên thì nó sẽ rất là nổi bật. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ đưa chữ vào. Các bạn sẽ vào tab Insert, chọn Text Box và chúng ta sẽ kéo ra một cái chữ. Các bạn sẽ gõ, ví dụ như mình sẽ nhập là Tuyệt Đỉnh PowerPoint. Rồi, chữ này của chúng ta sẽ có màu vàng. Màu vàng này các bạn có thể tự lựa chọn nhé. Đó, hoặc các bạn có thể tham khảo cái màu của mình. Cái màu này sẽ là có mã màu là FFC000. Các bạn có thể nhập nó ở đây, chọn More Colors và các bạn chuyển sang tab Custom và chúng ta sẽ nhập ở cái phần hex này. Ok, cái chữ này mình sẽ muốn nó in nghiêng đó, nên các bạn có thể chọn chữ Y nhé. Đó, không biết bên này có đúng nghiêng không, đúng rồi. Và các cái chữ này mình sẽ muốn nó in hoa hết thì các bạn hoàn toàn có thể làm một cách rất nhanh, đó là các bạn chọn toàn bộ cái chữ này, sau đó ấn phím F3. Nếu các bạn dùng trên laptop thì các bạn có thể sử dụng phím Shift F3 cũng được nhé. Rồi, như vậy chúng ta đã có được một cái chữ Tuyệt Đỉnh PowerPoint. Cái chữ này thì các bạn sẽ căn chỉnh sao cho nó ở một vị trí nó phù hợp với cả cái slide thôi. Tức là nó rơi vào khoảng hơn nửa cái slide chiều ngang một chút. Đó. Rồi, bởi vì chúng ta sẽ phải để cái không gian để các bạn thiết kế các cái thành phần khác nữa. Được chưa? Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi xây dựng các cái đường viền xung quanh như thế này. Thì các bạn sẽ vào tab Insert giúp mình và chúng ta sẽ kéo ra một cái Shape. Cái Shape này thì các bạn sẽ vào cái phần Basic Shape này và các bạn kéo ra giúp mình cái hình này. Đó, chúng ta sẽ kéo ra. Cái hình này nó sẽ có cái hình dáng, nó giống như là một cái hình, cái này gọi là một cái hình bình hành, đúng không ạ? Đó, và nó sẽ có cái độ chéo này tương đối là phù hợp để chúng ta có thể thiết kế. Ở đây thì các bạn sẽ để cho mình Shape Outline là No Outline và Shape Fill sẽ tương ứng với màu vàng của chữ nhé. Và chúng ta sẽ để cho cái đường viền này nó dày vừa đủ thôi. Đó, các bạn có thể căn chỉnh cho nó phù hợp với mắt nhìn. Ví dụ mình sẽ để nó tầm như thế này đi. Đó, rồi. Và mình sẽ ấn Ctrl D để tạo ra một cái bản sao mới. Mình sẽ để nó ở dưới. Cái hình ở dưới này thì nó sẽ ngắn hơn một chút. Mình sẽ để nó tầm này thôi. Ok. Rồi, và mình sẽ lại tiếp tục Ctrl D này. Đó, và mình sẽ cho cái này theo chiều. Như này không ổn. Các bạn sẽ ấn Ctrl D nhưng chúng ta sẽ quay đi. Đó, chúng ta sẽ quay như thế này. Nó sẽ phù hợp hơn, nó sẽ dễ làm hơn. Các bạn sẽ cho nó ngắn lại. Đó, chúng ta sẽ quay nhé. Rồi. Các bạn hoàn toàn có thể kéo hẳn cái khối này xuống này để nó đối xứng lại này. Đó, để theo cái chiều này nó sẽ ok hơn. Đây, các bạn có thể đưa nó đi qua đi lại này thì nó sẽ đối xứng với nhau. Đó, thì mình thấy là mình kéo xuống nó đối xứng này nó sẽ dễ hơn này. Đó, nhìn nó sẽ phù hợp hơn. Ok. Chỗ này chúng ta sẽ căn chỉnh hơi mất thời gian một chút. Các bạn sẽ thay đổi cái góc của cái hình này sao cho nó song song với cái đường chéo của hai thanh phía trên nhé. Ok.
Ok, nó sẽ tương đối như thế này. Còn các bạn có thể làm nó cẩn thận, tỉ mỉ hơn thì chúng ta sẽ thu được cái kết quả nó sẽ đẹp hơn. Đó. Rồi, như vậy là chúng ta đã thu được một bên rồi. Phía bên kia thì các bạn đơn giản thôi, các bạn chỉ cần ấn Ctrl D để chúng ta tạo một cái bản sao. Và sau đó chúng ta sẽ thay đổi cái kích thước của nó. Rồi, chỗ này mình sẽ để ngắn này. Tiếp theo mình sẽ Ctrl D cái hình này. Rồi, và tương tự chúng ta sẽ Ctrl D cái hình dưới. Cái hình này chúng ta sẽ để nó dài hơn một chút. Các bạn zoom gần thì các bạn mới có thể có cái chấm ở giữa này, thì các bạn thay đổi kích thước nhé. Rồi, chữ tuyệt đỉnh PowerPoint nó hơi bị lệch phía dưới thì các bạn có thể chỉnh cho nó lên trên này. Ok. Rồi, như vậy là mình đã xong được một cái bộ khung đây. Ở phía trên này nó sẽ có chữ đúng không ạ? Thì các bạn có thể tiếp tục insert một cái text box vào đây. Ở đây thì cái nội dung sẽ là si là mê đúng không ạ? Thì mình sẽ để cho nó có một cái màu trắng nhé. Và nó cũng sẽ in nghiêng. Đó, mình tăng kích thước của nó lên một chút. Khá là phù hợp. Tuy nhiên các bạn sẽ không cần nhất thiết là phải làm giống 100% như mình đâu. Đó. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có các cái đường viền phía bên ngoài. Đó, đường viền như bên ngoài như thế này. Thì các bạn sẽ nhân bản, các bạn chọn hai cái hình này, ấn Ctrl D đi. Thì chúng ta sẽ được hai hình mới như này và nó sẽ song song. Tuy nhiên hai hình này thì mình sẽ muốn nó mỏng hơn thì các bạn sẽ kéo nó xuống cho nó mỏng hơn. Ok. Chúng ta sẽ căn chỉnh một chút. Rồi, tương tự cái hình này thì các bạn sẽ cho nó ngắn lại nhé. Cho nó ngắn lại. Đó, lúc các bạn thiết kế thì các bạn nếu như các bạn đang zoom gần quá các bạn không nhìn được tổng thể thì các bạn hoàn toàn có thể nhìn bên này này. Đó, nó có phần preview, các bạn có thể nhìn nhanh được luôn. Ok. Rồi, và chúng ta tương tự nhân bản ở góc dưới bên tay trái như thế này. Các bạn sẽ cho nó mỏng hơn này. Ok, mình nghĩ khá là đẹp rồi đấy. Như vậy là chúng ta đã thiết kế xong được cái phần chính nhất của cái intro này. Đó. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có các cái hình như thế này, đúng không ạ? Nó thì các cái hình này tạo rất đơn giản luôn. Các bạn sẽ vào insert này, các bạn sẽ kéo ra giúp mình một số cái shape các bạn. Ví dụ như để có hình tam giác thì các bạn sẽ chọn cái hình tam giác ở đây. Đó, các bạn sẽ kéo nó ra và nhớ giữ phím shift nhé. Đó, các bạn sẽ để hình tam giác nó bé bé thôi. Chúng ta sẽ để shape outline là no outline và shape fill sẽ là màu trắng nhé. Sau đó thì các bạn ấn Ctrl D để chúng ta nhân bản ra được nhiều cái hình tam giác như thế này. Đó, và các bạn sẽ sắp xếp nó ở các cái vị trí tùy ý thôi. Đó, rồi tương tự với hình tròn thì các bạn có thể chọn vào cái hình này. Đó, với cái hình này nó sẽ tạo ra được các hình tròn mà ở phía trong nó bị rỗng, đúng không ạ? Nó shape fill cũng màu trắng. Các bạn cũng nhân bản lên và đặt nó ở những cái vị trí bất kỳ nhé. Rồi chúng ta sẽ có cả hình vuông nữa. Hình vuông các bạn có thể sử dụng cái hình này. Đó. Rồi còn hình gì không nhỉ? Còn dấu cộng nữa. Dấu cộng thì các bạn có thể sử dụng cái hình này. Đó. Chúng ta cũng sẽ giữ phím Shift.
No Shape Outline và Shape Fill màu trắng. Ok, mình thấy khá là ổn rồi đấy. Bây giờ thì các bạn sẽ chọn tất cả các cái hình này. Giữ phím Ctrl để có thể chọn được nhiều nhé các bạn. Sau đó chúng ta ấn Ctrl G để nhóm nó vào làm một nhóm, để các bạn có thể di chuyển hoặc áp dụng hiệu ứng cho cả cái nhóm này. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ thêm một số những cái thành phần khác để tạo ra được cái hiệu ứng cho cái intro của mình. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhân bản cái hình này lên giúp mình, Ctrl D. Đó, và các bạn sẽ cho cái này nó to ra một chút này, và nó sẽ tràn phun ra ngoài như thế này. Đó, sau đó thì các bạn sẽ đổ cho nó một cái màu nền đen giúp mình nhé, Shape Fill. Cái màu của nó sẽ trùng với cả màu nền nha các bạn. Đó, và sau đó các bạn ấn click chuột phải, chọn là Send to Back để nó hiển thị ở dưới cùng. Đó, và cái chữ C là mê này các bạn cũng sẽ click chuột phải, chọn Send to Back giúp mình để nó cũng hiển thị dưới cùng. Và lúc này thì cái chữ C là mê sẽ nằm ở ngay phía dưới cái hình này, thì nó sẽ đảm bảo là chữ C là mê sẽ bị che đi khi có hiệu ứng di chuyển như thế này. Đó, và cách làm tương tự các bạn sẽ làm với chữ tự đỉnh PowerPoint. Thì chúng ta sẽ Ctrl D cái khối này. Đó, các bạn sẽ cho nó rộng sang hai bên như thế này. Đó, sau đó thì các bạn cũng sẽ để cho mình một cái màu nền, chính là cái màu đen nhé. Rồi các bạn, đây chúng ta sẽ căn chỉnh ở vị trí như thế này. Sau đó click chuột phải, chọn Send to Back. Và tương tự chúng ta sẽ chọn cái chữ tuyệt đỉnh PowerPoint và chọn là Send to Back. Lúc này chữ tuyệt đỉnh PowerPoint sẽ nằm dưới cái hình này. Đó, và lúc nó di chuyển nó sẽ bị ẩn đi. Ok, chúng ta sẽ phải thêm một cái khối hình nữa. Đó, để có một cái đường nó đi như thế này, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ Ctrl D cái hình này đi. Đó, khả năng là mình sẽ muốn nó chạy cái thanh này ở đây. Cái hình này nó sẽ mỏng mỏng thôi. Đó, mỏng như thế này. Nó sẽ xuất hiện từ phía bên, sẽ xuất hiện từ đây đi, đúng không ạ? Các bạn sẽ ấn Ctrl D nhé, để tạo ra được một cái bản sao mới. Rồi, các bạn sẽ kéo rộng một cái hình này ra. Đó, và tương tự cách làm chúng ta cũng sẽ đổ cho nó một cái màu đen. Đó, cái màu vàng này nó sẽ phải Send to Back để nằm dưới cái màu đen. Đó, ok, và cái màu đen này thì mình sẽ kéo nó vào trong này một chút này. Đó, nhưng nó sẽ che hết toàn bộ phần phía bên tay phải, để đảm bảo là khi cái màu vàng các bạn di chuyển nó sẽ xuất hiện ở giữa như thế này. Đó, ok. Rồi, như vậy là về mặt thiết kế giao diện thì chúng ta đã thiết kế xong các cái thành phần. Bây giờ chúng ta sẽ đi bổ sung các cái hiệu ứng cho nó nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ, cái hiệu ứng của chúng ta cùng xem lại. Hiệu ứng sẽ bắt đầu từ đây, đúng không ạ? Đi lên. Đó, nó đi đúng một vòng. Vậy thì đầu tiên thì các bạn sẽ chọn vào cái khối này giúp mình. Chúng ta sẽ chọn áp dụng cho nó hiệu ứng Whip. Đó, Whip này sẽ là từ phải sang trái. Ok, các bạn sẽ mở Animation Pane lên để chúng ta dễ quản lý nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cái khối này, hiệu ứng Whip. Đó, nó sẽ đi từ dưới lên trên. Rồi, tiếp theo sẽ là cái khối này, cũng sẽ là hiệu ứng Whip. À, xin lỗi các bạn, chúng ta làm nhầm rồi. Chúng ta sẽ phải áp dụng cho cái khối này trước. Đây, đó, khối này sẽ là từ phải sang trái này. Sau đó mới đến khối này, từ dưới lên trên, rồi mới đến khối này, từ trái sang phải. Sau đó mới đến chữ C là mê. Chữ C là mê thì chúng ta sẽ áp dụng hiệu ứng Fly In để nó bay từ phía bên tay trái sang bên tay phải. Đó, tiếp theo sẽ là khối này, hiệu ứng Whip, từ trái sang phải.
Rồi tiếp theo sẽ là khối này. Đó. Từ trên xuống dưới. Tiếp theo sẽ là khối này. Từ phải sang trái. Ok, nhìn lại xem có đúng không nào. Ok, trước khi mà cái khối nó chạm thì sẽ chữ tuyệt đỉnh PowerPoint nó sẽ xuất hiện trước. Đó, thế nên chúng ta sẽ thêm cái hiệu ứng fly in của chữ tuyệt đỉnh PowerPoint. Và nó sẽ bay từ bên phải sang bên trái như thế này. Và nó sẽ ngay sau cái sự xuất hiện của chữ C là mê, đúng không? Nên các bạn sẽ kéo cái chữ tuyệt đỉnh PowerPoint lên ngay phía sau chữ C là mê. Ok. Sau khi cái khối này nó được xuất hiện rồi thì sẽ đến hai cái khối này. Đúng không ạ? Đây, các bạn sẽ chọn cái khối này, chọn whip này. Nó sẽ di chuyển từ trái sang phải. Khối dưới này sẽ là từ trên xuống dưới. Rồi tiếp theo sẽ là khối này, là từ phải sang trái. Và cuối cùng sẽ là khối này, từ dưới lên trên. Ok. Tất cả các cái này thì các bạn sẽ áp dụng giúp mình. Các bạn sẽ chọn tất cả nhé. Và chúng ta sẽ áp dụng đó là after previous. Đó, tức là cái trên xảy ra xong rồi mới đến cái dưới. Đúng không ạ? Và cái thời gian nó chạy chỉ là 0,25 thôi nhé. Rồi. Và đối với cái hình đầu tiên thì chúng ta sẽ gọi nó khi chúng ta ấn click. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Nhưng mà chữ CLMA và chữ tuyệt đỉnh PowerPoint xuất hiện hơi sớm, hơi nhanh, hơi khó nhìn thì các bạn có thể chỉnh nó thành 0,5 thôi. Đối với hai cái chữ, các bạn sẽ để là 0,5. Rồi chúng ta sẽ chạy lại. Đó. Ok. Rồi, và sau khi cái hiệu ứng cuối cùng này thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? Thì chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng là các cái biểu tượng này nó sẽ lắc lư, đúng không? Đó, thì các bạn sẽ chọn vào cho mình toàn bộ cái nhóm biểu tượng này. Và chúng ta sẽ thêm cái hiệu ứng cho nó, đó là hiệu ứng nhấn mạnh. Ở đây. Đó, nó sẽ có cái hiệu ứng này. Nó sẽ có hiệu ứng thu phóng như thế này. Thì các bạn sẽ chọn nó và chúng ta sẽ thiết lập lại start after previous, tức là ngay sau hiệu ứng phía trên. Nhưng cái hiệu ứng này sẽ phải có xuống lặp đi lặp lại. Thì nên các bạn sẽ vào phần effect option, chỉnh cái phần timing. Repeat thì chúng ta sẽ muốn nó lặp lại 10 lần. Đúng không ạ? Ok. Rồi, và bên cạnh cái hiệu ứng này thì chúng ta muốn cái nhóm này cũng sẽ có một cái hiệu ứng khác nữa. Thì các bạn sẽ phải ấn Add Animation giúp mình nhé. Đó. Chứ các bạn mà chọn bên này là hiệu ứng kia sẽ mất đấy. Các bạn sẽ phải chọn Add Animation. Rồi, và các bạn sẽ... À, cái thời gian ở đây thì các bạn cũng sẽ để giúp mình đó là 0.25 nhé. Cho nó tương đương với các cái hiệu ứng phía trên. Rồi ngoài cái hiệu ứng này ra thì chúng ta sẽ add animation để thêm một cái hiệu ứng nữa. Hiệu ứng này sẽ là hiệu ứng teaser này. Đó, để nó có hiệu ứng quay quay quay. Hai hiệu ứng này sẽ kết hợp với nhau. Ở đây chúng ta sẽ chỉnh là after. À, chúng ta sẽ chỉnh là with. Tức là hai hiệu ứng vàng này nó sẽ xảy ra đồng thời với nhau. Và nó sẽ chỉ có thời gian là 0.25 thôi. Rồi, và nó sẽ được lặp đi lặp lại 10 lần. Tương tự như cái hiệu ứng trên. Ok, đây, mình sẽ kiểm tra lại xem là mình đang để thời gian bao nhiêu. Ồ, chỗ này mình để là 0.5. Chúng ta sẽ chỉnh là 0.5 đi, cho nó đỡ bị nhanh quá. Ok, và đồng thời cái chữ tuyệt đỉnh PowerPoint lúc đấy nó cũng sẽ bị đổi màu. Thì chúng ta sẽ chọn cái chữ tuyệt đỉnh PowerPoint và ấn Add Animation để thêm nhé, bởi vì hiện tại đang có hiệu ứng rồi. Các bạn sẽ thêm hiệu ứng giúp mình là hiệu màu vàng. Các bạn sẽ chọn là Foam Color để đổi màu. Và cái màu chúng ta muốn đổi đây sẽ là màu hơi xám xám như này một chút này. Đó. Và cái hướng đổi màu này nó cũng sẽ có xuống lặp đi lặp lại. Thì các bạn sẽ chỉnh cái effect option là 10 lần. Ok. Rồi, và cái này nó cũng sẽ xảy ra đồng thời. With previous. Thời gian của nó sẽ là 0.5. Ok. Chúng ta sẽ chạy thử nhé. Đó. Và khi các bạn thấy là khi cái hiệu ứng này nó xảy ra, nó xuất hiện 10 lần xong thì nó sẽ biến mất các cái đối tượng này, đúng không ạ?
À, có một cái điểm nữa là mình thấy các cái chữ si làm mê và từ đỉnh PowerPoint nó xuất hiện chưa được mượt lắm. Thì các bạn có thể tùy chỉnh thêm giúp mình một cái thông số, đó là cái Smooth E này. Các bạn kéo để nó về 0,5. Đó, nó sẽ mượt hơn. Chữ tuyệt đỉnh PowerPoint cũng vậy. Các bạn sẽ chỉnh giúp mình cái Smooth End là 0,5. Rồi, chúng ta sẽ chạy thử nha. Đó, thì hai cái chữ xuất hiện nó sẽ mượt hơn rất là nhiều. Đó, bây giờ chúng ta sẽ làm cái hiệu ứng biến mất. Hiệu ứng biến mất nó sẽ xảy ra ngay sau cái ba cái hiệu ứng này, đúng không ạ? Rồi, biến mất thì chúng ta sẽ làm ngược lại thôi. Nó sẽ biến mất bắt đầu từ đây, đúng không ạ? Thì ở đây các bạn sẽ phải add animation nhé, chứ chúng ta không chọn bên này được nữa. Bởi vì các cái thành phần này bây giờ đều đã có hiệu ứng rồi. Các bạn sẽ phải add animation và thêm cho nó một cái hiệu ứng biến mất. Đó là hiệu ứng whip như thế này. Đó, nó sẽ ngược lại từ trên xuống dưới này. Cái này sẽ là add animation từ trái sang phải. Đó, cái này sẽ là từ dưới lên trên. Các bạn sẽ làm ngược lại thôi. Ok, ngay sau hai cái phần phía bên ngoài rồi thì chúng ta sẽ đi vào bên trong. Bên trong thì các bạn sẽ chúng ta sẽ làm ngược lại. Ở đây chúng ta sẽ xem lại cái hiệu ứng nhé. Ok, nó sẽ bắt đầu từ cái điểm này, đúng không ạ? Nó sẽ bắt đầu từ đây. Rồi chúng ta sẽ add animation này. Whip nó sẽ mất dần từ phải sang trái. Rồi sau đó sẽ là biến mất ở đây, từ trên xuống dưới. Đây sẽ là từ trái sang phải. Rồi, và khi cái này mất thì cái chữ C làm mê và từ đỉnh PowerPoint cũng sẽ mất luôn. Thì cái chữ C làm mê sẽ có hiệu ứng biến mất theo dạng là fly out, thì sẽ biến mất từ phải sang trái. Tuyệt đỉnh PowerPoint sẽ biến mất từ trái sang phải. Đó, và tiếp theo sẽ là cái khối này. Rồi, ok. Và tất nhiên thì tất cả các cái hiệu ứng màu đỏ này các bạn vừa thêm, chúng ta sẽ chỉnh start cho nó là after previous, với thời gian sẽ là 0,5 thôi. 0,25, xin lỗi các bạn. Chúng ta sẽ để nó rất là nhanh. Ok, chúng ta sẽ chạy thử nha. Ok, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta còn thiếu một cái hiệu ứng. Các bạn nhớ là chúng ta có một cái ứng, có một cái đường nó chạy từ bên phải sang bên trái đúng không? Ngay sau khi cái đối tượng này xuất hiện. Đó, chúng ta bị thiếu mất cái hiệu ứng này. Thì cái hiệu ứng này thì các bạn sẽ tạo nó ngay sau cái phần này, ngay sau cái màu xanh này. Đó, thì đây các bạn sẽ chọn cái hình màu vàng giúp mình. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng cho nó một cái hiệu ứng, đó là hiệu ứng Motion Path. Các bạn sẽ chọn dạng Line và chúng ta sẽ chỉnh cái Effect Option là Left, tức là di chuyển từ bên phải sang bên trái. Đó, các bạn sẽ chỉnh cái điểm điểm nút màu đỏ đó để cho cái để xác định cái vị trí nó sẽ đến, thì sẽ là cái vị trí như thế này đi, tầm đây. Đó, cái hiệu ứng này nó sẽ nằm ngay sau hiệu ứng phía trên màu xanh. Chúng ta sẽ chỉnh là After Previous. Đây chúng ta sẽ để là 0,25 thôi. Ok. Và sau đó các bạn sẽ phải add một cái hiệu ứng nữa. Nó biến mất luôn. Nó sẽ là hiệu ứng whip luôn. Đó, nó sẽ biến mất. Sẽ là from right, tức là biến mất từ từ phải sang trái, tức là cùng chiều với chiều nó xuất hiện. Đó, nó sẽ xuất hiện ngay sau hiệu ứng đấy. After. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử nha.
Ok, như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách để có thể tạo ra được một cái intro rất là đẹp mắt trên công cụ PowerPoint. Và mình hy vọng rằng cái hướng dẫn này các bạn hoàn toàn có thể ứng dụng để tạo ra các cái slide thuyết trình rất đẹp mắt, hoặc là các bạn ấy như có tạo video với PowerPoint thì đây cũng là một cái ví dụ rất là hay để các bạn có thể tạo ra các cái video cho mình. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung của video. Đừng quên bấm like và subscribe video để đón nhận những cái video tiếp theo của GTHO nhé. Cảm ơn các bạn.